thảo quốc tế về phương pháp dạy và học tiếng Anh Vintison. Hội thảo thu hút gần 200 giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh đến từ 25 tỉnh thành trong cả nước và 6 quốc gia gồm Anh, Úc, Ấn Độ, Mỹ, Thái Lan và Philippines tham gia. Hội thảo quốc tế về phương pháp dạy và học tiếng Anh thu hút trên 80 báo cáo khoa học xoay quanh việc áp dụng các phương pháp hiện đại vào việc giảng dạy tiếng Anh, như nâng cao năng lực nghe, nói, đọc, viết cho người học, sử dụng các công cụ, thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy tiếng Anh, nghiên cứu các yếu tố tác động đến quá trình dạy học. Tại hội thảo, có 7 báo cáo của các diễn giả chính và 40 báo cáo khoa học được trình bày tại các tiểu ban. Hội thảo quốc tế về phương pháp dạy và học tiếng Anh thực sự là diễn đàn để các giảng viên, giáo viên giảng dạy tiếng Anh trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và phát triển ý tưởng đổi mới phương pháp giảng.